Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ tư sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nhắc nhở cho chúng ta rằng Ngài đến thế gian không phải là để hủy bỏ lề luật và lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn. Vì tất cả đều đến từ Thiên Chúa Cha và chính Ngài cũng đến từ Chúa Cha để cứu độ thế gian qua hy tế thập giá của Ngài. Vâng thưa anh chị em, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta lề luật để nhờ lề luật chúng ta có thể tìm được con đường đến với Thiên Chúa. Và khi sống theo lề luật là chúng ta đang sống theo những gì mà Thiên Chúa dạy chúng ta. Và điều đó cho thấy chúng ta đang trung tín với Ngài và qua đó làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta không chịu tuân giữ các điều răn và lề luật mà Thiên Chúa ban thì làm sao chúng ta có thể mong đón nhận được những ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong tin mừng, Chúa Giê-xu nhiều lần chỉ trích những người Pha-ri-siêu và luật sĩ vì thói giả hình của họ trong việc giảng dạy lề luật. Vì những tham muốn và bận tâm theo kiểu thế gian mà họ đã làm sai lệch ý định ban đầu của lề luật. Họ đã biến lề luật của Thiên Chúa thành lề luật của con người, tức là chỉ phục vụ cho lợi ích riêng của họ hơn là vì lợi ích của Thiên Chúa. Tệ hơn nữa là họ nói mà không làm. Họ rao giảng lề luật nhưng lại không làm theo lề luật. Điều đó làm cho họ trở nên những kẻ giả hình. Và đó là lý do tại sao mà Chúa Giê-xu chỉ trích họ. Và chắc chắn rằng đó cũng là điều mà Chúa Giê-xu cảnh báo cho mọi người chúng ta ngày hôm nay. Vâng thưa anh chị em, là những Kitô hữu, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi ý thức lại đời sống của mình. Chúng ta không thể sống như những người biệt phái, là làm những điều trái ngược với niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta không thể là người Kitô hữu chỉ trên giấy tờ, hay là Kitô hữu chỉ mang hình thức bên ngoài qua việc tuân giữ một vài lễ nghi. Chúng ta không thể chọn những điều chúng ta muốn tin, hay là quyết định điều chúng ta tin vào Thiên Chúa. Như khi Chúa ban cho dân Israel lề luật và các giới răn, thì Thiên Chúa không bao giờ cho phép họ chọn điều luật nào hay điều răn nào để họ tin, hay là họ có quyền từ khước điều luật này, điều luật kia. Vì thế chúng ta cũng phải tuân giữ toàn bộ lề luật và giới răn của Thiên Chúa. Chúng ta phải lắng nghe điều mà Chúa Giê-xu nói với các tông đồ về việc vâng lời Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết con người chúng ta. Chúng ta được mời gọi yêu mến và phụng sự Chúa qua lời nói, việc làm và mọi hành động của chúng ta. Đó chính là giới răn quan trọng nhất mà chúng ta phải tuân giữ. Và khi chúng ta tuân giữ giới răn đó, thì chúng ta cũng sẽ tuân giữ giới răn khác của Chúa, đó là yêu thương anh chị em của mình. Cho đó trong tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thể hiện tình yêu thương với anh chị em mình và tránh xa mọi hành động có thể gây ra những đau khổ thể xác cũng như là tinh thần cho anh chị em của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay luôn biết hiến mình cho Chúa và tuân giữ mọi giới răn và lề luật của Chúa, luôn tìm mọi cách để được gần Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và luôn yêu thương, gìn giữ chúng ta đi trong ân sủng của Chúa. Amen.